phấn mắt 3 màu Facial Full Bright với trọng lượng là 4.1g thì chúng ta sẽ sử dụng được khoảng 4 đến 5 tháng. Hàng chính hãng có giá là 290.000 đồng, đến từ thương hiệu Kose của Nhật Bản. Thì đối với sản phẩm này, nó sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta bừng sáng tự nhiên nhờ vào thành phần bột ngọc trai. Lớp phấn bám đều mịn màng và lan tỏa trên bờ mi mắt nhờ thành phần dưỡng ẩm. Sản phẩm này sau khi chúng ta đã đánh nền xong, chúng ta sẽ sử dụng cọ đi kèm. Có 3 tông màu sáng, trung bình và tối để chúng ta đánh trên bầu mắt, phần mí mắt và phần nhắn mắt.